Anh em đến nơi nhà chú đây rồi nhá. Đến nơi rồi. Định vị chú ơi. Nó định vị đến đây rồi. Cái gì đấy? Không quay video gì. Ok thế đây đây cho không. Không, ý là cháu quay nhưng không quay mặt. Ờ đừng quay mặt tao. Rồi đừng quay mặt tao. Tao không thích như là đây tao đeo khẩu trang rồi. Chứ công công mới đăng tôi lên mạng mà tôi hết tiền rồi bán xe. Đừng quay mặt chú. Đây cứ xe này. Tiếp rồi. Mày đi cái gì mày đi nhanh đi mất hai tiếng à? Đâu mất hơn tiếng rồi này. Đi từ sớm nữa. Mà con này biển đẹp anh em nhá, biển 247 cuối. Tao xin phép quay cái biển được không? Không, đừng quay biển xe của chú. Bây giờ nhiều khi bạn bè nó biết là bảo là ông mẹ lúc bỏ bán ông không bán, lúc không bị tự dưng bây giờ ông gọi thợ chỗ khác nó không hay lắm. Đừng quay biển xe của chú. Mày che đi. Không, cháu chỉ hay quay cái số cuối thôi. Ờ, quay kiểu gì quay chứ đừng quay rồi bạn bè nó bảo đi mẹ lúc bảo ông bán thì ông đéo bán, xong lúc thì mẹ ông bán ở đâu đâu mệt. Không thích. Quay cái che biển xe đi. Tại gì hết à? Ôi giời ơi, bây giờ mày là thợ thì mày biết đấy, không zin tao gọi mày lên đây làm gì. Không zin mày gọi mày gọi tao lên đây mày bảo tao thằng lấy phép. Đấy, ông cứ xem thoải mái, đã mất công lên đây rồi cứ đi xem đi. Xem thỏa thích đi. Ưng thì giao dịch không qua thôi. Cho cháu mất đấy kia thôi. Rất cẩn thận luôn. Kê vào đây, xước. Thật ra là chú cũng đéo muốn bán đâu, nhưng mà con vợ chú ấy nó bảo là ông suốt ngày ông đi hỏng hết cả giày rồi. Xe đi xe ga không đi, cứ đi xe số này nó hỏng hết cả giày, cứ phải gãy ấy. Thế là mỗi lần mua đôi giày triệu bạc, 2 triệu bạc là về thịt mẹ chỉ được tháng là hỏng. Thế là nó bảo bán, nó bắt tao bán. Nói chung là đam mê nhưng mà vẫn còn tôn trọng vợ. Mẹ tao thích để lại lắm ấy, còn cái đây mẹ vài tháng ấy mới đi đại tu lại mấy củ đấy không ạ? Máy gì đấy thì tùy mày cứ xem đi. Mày là thợ tao cần phải nói tao mà tao đâu muốn. Nói như thế là nó cao. Cao đéo gì? Không, thôi. Ý cho nó là nếu máy gì thì ok, còn nếu mà tự được cháu xem ấy. Thì lúc cháu chụp về là chú hơi không biết chụp. Cái chụp thì cháu nhìn nó. Ui, tao biết chụp đéo không? À, em ạ, có nghĩa như này nhá, câu chuyện là em ở Phú Yên em. Tao đéo biết chụp, tao chịu. Chú là xem kênh của tao lâu chưa nhỉ? Tao xem lâu rồi, mẹ nó suốt ngày theo dõi mày. Tao thích xem in mà, nhưng mà vợ nó đen nó bảo tao hỏng hết giày rồi. Cũng như anh em này, để cho câu chuyện như này nhá, là em ở Phú Yên Nam, thương kia một lô đây. Chỗ này không nào được nhỉ? Cái này đúng đa, tạo cho đúng đa. Đúng đa rồi, là cô chú mới đi con xe in. Chú bảo là chú theo dõi cháu lâu rồi, phải biết cháu hai lần rồi, chắc nghe máy. Thì hôm nay điện được thì cháu xem như nào lên chú để cho con Win. Để con Win, con này là đời bao nhiêu sau đó. Con này chắc đời 95, 96. Mày cứ xem mày chứ vào tới đăng ký cho. Là chú gọi em lên để em xem thực tế. Là em chú tình trạng xe, chú chụp ảnh bạn em. Chú nói máy gì, nhưng mà em lại kiểu dân đến chụp không chuẩn, nghe mình họ chụp qua thôi, em nhìn thì em chưa tin đẳng lắm, nhưng mà hôm nay lên thì thực tế đây là gì hết, từ góc lốc này. Tao biết chụp yếu luôn, tao chụp từ góc lốc này, xin một mét anh em nhé, tức là cam kết máy gì và máy gì không bao giờ đấy. Thì hai chú cháu thống nhất là đầu tiên chú bảo em là đầu tiên chú bảo 6 mấy đúng không? Mẹ đừng ngại, cái này mấy tháng nó giảm nó hơn 60 tao không bán đấy. Mẹ thì em bảo chú ơi, chạy xe cái máy gì nào cháu chỉ mua anh quanh 50. Thì chú bảo thôi nếu được thì nghe 5 năm chú để cho thì là có gì chuẩn là tốt là chú lập cho tiền đi nặng. Anh hôm nay thực tế em hay xem đến đưa cho anh mượn cho anh quay thực tế không phải dễ như thế đấy. Đấy, anh em phải rõ ràng nhé, mua bán này cũng rõ ràng đây này. Anh em nhìn này, thứ nhất là anh em nhìn có đèn pin nó xoay quanh nào, đây là anh em nhìn này. Đấy, mình phải biết cách quay mới biết được này, do này tin này đó. Anh nhìn cái do này đúng do trắng đây chưa, chưa một vết mặt nhé. Đấy, nhìn cái dòng trắng tinh này em này. Đấy, anh nhìn cái xem chưa? Đây, cầm điện thoại đây cho anh em. Thì cái dòng của máy mày xoay, mày xoay kỹ quá đấy. Không, chứ tự tin đấy. Không, cháu quay của anh em này, anh nhìn. Mày cứ xoay. Không, cái tinh này nhá. Không phải đâu, mua bán chứ không có trong cả. Ok, cứ xem đi, mất công đi, cứ xem đi. Tao vẫn cho mày 5 lít tiền xăng. Mày đi về Hà Lan rồi mày. Đấy, con này máy đi nhé,
Chưa một phép phạm này. Anh em nhìn kỹ nhá. Chưa một phép phạm này. Ốc cho máy. Ốc cho máy chỉ phép phạm này. Do côn này. Anh nhìn thấy không? Do côn. Đấy. Do côn trắng nhá. Trắng nhá. Ốc chưa với phép phạm này. Chưa với phép phạm luôn này. Đấy em tả hai rồi. Chế gì này. Rồi chế gì này. Bình xăng cốt này chắc chú mới đi bảo dưỡng không đấy. Mẹ tao bảo dưỡng lại hết rồi, cho đẹp xèo của tao. Tao mất mấy củ ấy. Mẹ. Mới cái mấy tháng tao mới làm mấy củ bạc ấy. Tao phải dọn cho sạch sẽ, tao thích đẹp. Anh em nhìn kỹ nha, tả lại từ đầu này. Xe trước gì này. Xe gì này. Xe gì này. Hay hơn gì này. Múa chân chỉ gì này. Đấy. Bánh gì luôn nhá. Bánh gì luôn này. Bắt đầu gì hết này. Tính tao phải thích đẹp, tao đẹp tao mới giòn dọn này. Chìa khóa KGD này anh em này. Chìa khóa Honda KGD anh em nhá. Con xe này là từ đâu nguồn gốc ở đâu? Phú Thọ. Ngày xưa ông già ông công tác trên đấy. Ông để lại tao. À vâng. Anh em đây nhá, con này là đời em mất nhá. Tao thích để lại. Tí tí vào tao lấy đăng ký. Con này lấy một đồ zin trên xe nó rơi tầm 98% anh em nhé. Để nó rõ hơn tất cả tình trạng trên là tao có thay cái gì đâu. Thế ngày xưa là ông mua về là tao chả thay cái gì cả. Mà chỉ ra lại cõng được. Tao chỉ đi xử đánh bóng rồi là nó dán lại. À, tao bảo dán lại cho đẹp, tao thích đẹp mà. Tao chả thay cái gì, có gì đâu mà hỏng mà thay. Ok, cứ giận trong nhà đi, không phải dắt ra ngoài. Cứ giận, cứ mà cứ, cứ mày đã mất công lên, cứ kiểm tra kỹ đi. Mệt. Tao. Mày vứt đâu? Có mít bên kẹp vào người bên trong mà. Cái nhà đi được, cái nhà đây rồi. Mày kẹp vào tao rồi. Không, nó kẹp hai cái rồi. Không, chưa cứ cái nhà đâu. Chưa rơi đâu. Chưa rơi, tao có cục ghép đây tao phải biết chứ mày hâm à. Anh em ơi, cái mít kẹp vào người mà không đi đâu rồi. Mày kẹp cho tao này. Kẹp xuống như trong hai cái rồi. Tao biết, tao không nhìn thấy. Tao quét ra ngoài, tao quét ra ngoài đâu mày hâm à. Nói mãi kiểm tra mấy mic nó vẫn ở trong trong đây chứ cắm làm cũng là ôi giời ôi thật. À, bảo sao không biết anh em có nghe rõ không, không biết anh em có nghe rõ không mà cái mic em chưa cắm vào vì em lấy mic của em đưa cho chú ấy, em lại không cắm mic mới vào. Rồi kiểm tra lại tiếp, em giận nổi nhá. Đang mà không thấy mic đâu chú ạ, vậy là vẫn cắm vào trong hộp. À đâu, chưa bật chìa khóa. Xe nó vẫn đi. Xe nó vẫn đi không ạ? À thì vẫn đi cà phê à? Tao vẫn đi cà phê là pháo ô. À vậy à? Nha anh em, cái tiếng máy này. Hồ tương tiếng anh em nhá. À bịt bô lại này. À em thích nhá. Em thích đưa để anh rút mic ra cho khách hàng ta nghe rõ. Rút mic ra. Đây, em rút mic ra cho anh em nhé. Em rút mic ra này. Em rút mic ra cho anh em nghe tiếng trực tiếp này. Nhìn này.
đấy, nghe không? Đấy, anh em nghe rõ này. Đây bị bô lại này. Bị bô lại này. Không tiếng động nhá. Không tiếng động luôn này. Máy có thể êm thật. Ok, để cắm mic này này. Quay mic tiếp đi. Không biết đâu. Tao có động vào máy bao giờ đâu. Chả sửa gì rồi. Xuống không anh nhá. Ok, thôi này nghe chú nhá. Tôi tạm thời tôi kiểm tra như thế này, cháu chú cháu mình ok rồi, vì cháu là thợ nó cũng nhanh lắm. Thì thật sự là thôi đường xá xa xôi cháu nên ngồi đây cháu nói chuyện gì? Dọn nhà hôm nay thì đúng là đàn ông anh em ạ. Mẹ, hôm nay đàn ông này rồi. Người lắm, không chịu dọn nhà. Hôm nay rồi. Có người đến thì mới dọn nhà đúng không? Chào, mẹ mấy khi dọn nhà. À, xem cái lốp nằm bao nhiêu nhá. Xem cái lốp bên ngay, từ từ. Mình hay kiểm tra lốp này quên mất đấy. Đứng bỏ đi vẫn ít mà. Ô lốp trước vẫn zin luôn này. Ui, thi thoảng nó mới chạy một tí. Anh em ơi, lúc trước vẫn zin luôn này. Đây này, vô tình nữa nhá. Inu này, chả thằng tí xem nằm bao nhiêu. Ôi sỏi ôi, ông đi kiểu này. Trông có mã xe nhỉ? Tao có đi mấy đâu. Thi thoảng mang chạy tí. Cái gì này? Anh em ơi, lúc trước là 207 nhá. Tao bảo tao chưa thay được, chưa thay ấy. Anh em ơi, lúc trước là 207 luôn này. Thật sự là em vô tình nữa nhá. Em định vào làm việc rồi đấy. Đấy, nhìn đến cái lốp đất này, lốp trước vẫn là Idu, đứa hai là bảy anh em này, để xem lốp sau nào. Đây, đưa anh quay cho. Anh quay cho. Đây, lốp trước là hai là bảy này. Đây này, đúng là vô tình thôi anh em nhé, đây là vô tình này. Nào, đúng không? Tháng 4, 207 anh em nhé, 07 này. Idu này, đây này, đây là vô tình thôi anh em nhé, vô tình em. Bình thường hôm nay xem lốp nào, hôm nay không xem. Em vô tình, chú đang lau chùi xem. Đây, 250 này. Chương 18 này. Chú có thay cái gì đâu? 250 chương 18 này. Inu đâu với chứ Inu với anh nhìn thấy đâu nhỉ? Với anh nhìn chứ Inu mà. Vô tình anh nhìn chứ Inu mà. Đó. Đó. Ừ đây. Inu đây anh em này. Inu đây anh em nhá. Inu. Đó. Đó. Tải hết cho anh em rồi. Con này zin là 98% đồ trên xe. Đấy. Đây này. Quay lại một lần nữa này. Từ cùng tắt anh em này. Trời nó hơi tối rồi. Cùng đẹp lắm đấy. Chẳng qua là nó ngược sáng. Đây này. Quay video đây. Đây này anh em này, quên mất nó mình quay kỹ lắm này. Để tao đem pin đây. Để tao bảo thôi. Anh em xem nó trời nó tối, không phải nó lóa. Tao quay nó lóa, lấy đem pin cho đây. Đây này anh em nhìn này. Cái cùm đẹp chưa, có nó nóng ánh này. Có nó nóng ánh này chưa. Cùm con tăng này, rất đẹp luôn. Đồng hồ để tao vào tìm đăng ký, lấy ra đăng ký cho bạn. Chú lấy cho có đăng ký cả. Trời ơi. Đúng là đam mê khổ thật. Nốt trước, à xem nốt sau. Đấy, mãi nói chuyện quên mất. Nốt sau chắc chắn là thay rồi. Nốt sau là 2018 anh em nhá. 2018 chắc là mới thay thôi. Nốt sau 2018 mà còn đẹp nguyên. Cứ chờ cháu tí. Nốt sau 2018 anh em nhá, mà còn dày nguyên này. Thì chứng tỏ là cái lốp này. Cái lốp trước này anh em biết thừa này đi ít hơn nốt sau mà. Nốt trước vẫn còn nguyên này. Chưa nguyên này đây, cũng mòn rồi đây này. Là từ 2007 mà nốt sau 2018 cho mượn đăng ký này. Xem chú đi mấy đâu. Đăng ký con này là Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc anh em nhé. Con này da cà vẹt vàng rồi anh em ạ. Đây anh em nhìn đây này. Em quay qua thôi này. Bịt cái này lại này. Quay qua thôi không có vi phạm quyền. Đấy. Thấy chưa? 4247 anh em nhé. Đấy, em quay qua thế thôi anh em nhé. Không là nó vi phạm quyền. Đấy để cho anh em nhìn đăng ký. Ok. Chú ơi. Ơi. Chú cháu mình làm giá tí nhỉ? Xem chuẩn giá thì chú đã bảo với cháu rồi. Trong trong điện thoại chú đây. Trong điện thoại chú vẫn bảo với cháu là đúng 55 triệu. Bao nhiêu ạ? Đúng 55 triệu. Còn mày đã lên đến đây thì nếu mà thiện chí mày cứ xem xe thoải mái đi. Nếu như mày ưng rồi thì chú quay được cả xe cả đi cả người nói chuyện. Nếu mày ưng ấy, nếu mày ưng rồi, nếu mà ưng thì chú mày đi xe xôi rồi chú cứ ra lộc mày 1 triệu thôi. Còn bớt nhiều chú không bớt. Chú có nói thẳng một câu chú đừng dùng từ bớt. Mà mày đi mất công xa xôi đi lên đây rồi chú bớt cho mày 1 triệu. Nó là ra vốn cho mày tiền xăng. Có vậy thôi. Còn nếu như không mua được, tao vẫn tặng cho mày 500 nghìn mua xăng mới đi về Phủ Lý. Không đấy, tao nói thật, vẫn tặng cho mày 5 lít. Ông, đây cháu chưa nói gì cả. Trước hết là cháu phải cảm ơn chú, chú biết cháu thì gọi cho cháu. Tao theo dõi mày, tao thích xe, tao hay xem. Vấn đề là bây giờ là cái xe này cháu lên thì đúng máy zin, được.
cháu công nhận máy zin, nhưng vấn đề vẫn là tiền thôi. Tiền thì chú đã bảo với cháu rồi, vì cháu đã xem rồi cháu mới lên, chứ không phải tự dưng mà cháu tham khảo rồi thì cháu mới lên. Mà mày là dân thợ thì mày tự biết làm sao tao phải nói, tao không muốn gì có bắt thợ được. Con này nếu mà chú nói như thế thì cháu bảo này, thôi để kỷ niệm cháu con này số sinh mãi, 52. Không, nếu mà 52, nếu mà bớt nhiều triệu chứ không bớt. Như thế là chú bán là cháu là rẻ đến bớt mười mấy triệu so mấy tháng trước. Mấy tháng trước có người gả chú 60, hơn 60 triệu chú không bán. Nhưng bây giờ chú đi thì vợ chú đã cằn nhằn về vấn đề. Mỗi lần đi là lại đứt giày, lại hỏng giày, cái mõm giày. Là nó cằn nhằn nhiều quá, nó bảo một tiền gà, ba tiền thóc. Thế cái thằng nó bảo chú bảo 70 triệu hay 60 triệu chú lấy số điện thoại nó à? Mà bán cho nó à? Thế bây giờ tao hỏi mày, tao chủ bán không tao lấy số điện thoại? Tao có chủ bán không tao lấy số điện thoại, cái này mấy tháng rồi. Giảm nó hơn 60 triệu đấy, nhưng mà bây giờ tao có chủ lấy điện thoại đâu mà tao bán. Không phải vấn đề cháu hỏi chú này. Chủ bán đâu? Cháu không phải kèo nhèo đâu, vì nó thật lên mạng nhiều anh em bảo kèo nhèo, không phải kèo nhèo. Mà cháu muốn bớt là sao, ví dụ chú bán cho cháu 60 thì cháu sẽ bán ra ngoài 63, 64. Mà chú bán cho cháu 5 năm, cháu chỉ bán đến 58, 59. Đấy là cái việc kinh doanh là việc kinh doanh là việc không, của cháu. Sẽ công khai, cháu sẽ công khai video. Không. Ví dụ con này chú để cho 52, cháu bán công khai là 55, 56. Không, chú không đồng ý. Cái việc đấy là cái còn việc 54 của... cháu phải bán 57, 58. Bây giờ cháu đã mất công đi xa lên đây thì chú nói cháu biết thế này này. Mày mất công đi xa đây từ Hà Nội đến đây mẹ mấy trăm nghìn thì xong. Mày mất công rồi, tao vẫn ưu tiên cho mày ra vốn cho mày một chai. Là một triệu là còn đúng 54 triệu. Nếu cháu cảm mới làm được thì cháu làm, còn không làm được chú cháu mới vui vẻ, chú vẫn tặng cháu 500 để cháu mua xăng đi về. Thế như thế chú cháu mới thoải mái nhất. Chú đã mặc cả với cháu chiếc trên giá trên điện thoại rồi cơ mà, có phải khóc đâu. Còn nếu cháu cảm không thì thôi, cũng không vấn đề gì hết. Chú bảo cháu là 5 năm đúng không, lên có lộc lá ok, chú nói 1 triệu ok rồi, nhưng mà cháu là muốn là tầm 52 thôi. Không chú thì không cháu bán cho anh em nó. Không, chú không đồng ý đâu, chú không đồng ý ra 52 đâu cháu ơi. Thật sự lúc chú điện phát là cháu phi đi luôn đấy, cháu chưa về nhà luôn, phi một phát từ quán đi luôn. Chú không đồng ý cái giá đấy đâu. Con này thực ra là đồ nhũ, nhìn nó còn sạch đẹp lắm, nhưng mà đẹp thì tao phải thợ đâu mà nó dọn đẹp chứ mày. Tao dọn thế này đẹp đấy, tao không phải là thợ đâu. Tao không phải là thợ, tao không dọn đẹp như mày được. Zin thì zin hết thật đấy, nhưng mà tao không phải là thợ đâu ông ơi, ông ơi, tôi không phải là thợ ông ơi. Lúc trước con này là 7. Con này nếu mà chú mà không đi vệ sinh, không đi dọn lại thì cháu còn thích hơn. Vì nhiều người ta thích mộc mà. Không phải, nhưng mà chú đi, chú không muốn bán gì đâu. Chú dọn sạch sẽ là chú đi cơ mà, thi chẳng đi chơi. Nhưng đợt này tao có xe ô tô, nó hay đi xe ô tô, tao để không có phí. Và dây phanh vẫn còn nguyên từ ngày xưa này, bong chóc này. Dây phanh này, nguyên luôn. Ôi này, để xem lại nữa. Thật ra là để không nó phí, vợ nó bắt nó bán đi. Nó xoay nốt lần nữa. Cứ xoay đi, ông cứ xoay kỹ đi. Anh em như này nhá, em là thật sự này, em đường xá xa xôi lên đây, em rất muốn mua. Đấy, đây này. Nhắc lại một lần nữa cho anh em là con này máy zin đấy, cam kết zin. Đấy, quan trọng là để làm giá chế này. Chú mới đi bảo dưỡng lại sạch sẽ thật đây này. Thế mới bảo dưỡng này. Đấy, bình xăng trước là chú đã dán ni lông cẩn thận đây. Anh em nhìn kỹ cái bình xăng đẹp nhá. Bình xăng con này đẹp vuông góc này. Đấy, khung sườn là chú cũng bảo dưỡng ủ dầu. Đấy, đường khung cũng rất là đẹp. Đấy, đường khung cũng rất là đẹp. Ốc này, bình xăng cốp này. Đấy, chân trống này. Đấy, chân trống này. Phụ đứng này. Bánh này zin hết cả đôi này. Đấy, bánh bánh quay trơn tru nhá. Em quay là nữa em quyết định cho anh em. Tay côn tay phanh zin này. Zin. Tay nắm hiện zin này. Cuống tắc này đẹp rồi. Đồng hồ zin này. Tay lái zin. Cái gương này này 11 này, gương này là 11. Rẻ zin anh em nhé, rẻ zin này, cam kết những cái gì zin em đã nói zin, con ốc nó còn nguyên trục anh em này, nó còn xuyên lỗ này, đấy, mảnh trước zin, anh em nhìn quả hơi đầu bò này lại này, gioăng trắng tinh đấy, anh em nhìn thấy rõ chưa, cái gioăng trắng tinh luôn nhá, đấy gioăng trắng này, đấy, bình trắng cốt này, vừa khít này. Tinh nhang con này đẹp luôn đấy anh em ạ. Tinh nhang KGD này nhìn chưa? Đẹp luôn này. Tay côn tay phanh này. Tay côn tay phanh này. Rất lẩy luôn này. Cái này có sứt sẹo tí này. Yên zin này. Cái bồ đẹp. Bồ không chữ nhá anh em nhá. Đấy.
cháu cứ xem kỹ đi, cứ xem nó thoải mái. Đã mất nếu mà 52 cháu không cần xem đâu, nhưng mà thực sự cái giá này thì không, cháu cứ xem cháu kỹ. Mua được 52 thì cháu chỉ cộng 3 triệu. Cháu cứ xem kỹ, nếu mà cảm thấy thoải mái thì cháu mới làm việc. 52 cháu bán ra tầm 56. Nhưng bây giờ 54 thì bán ra 57, 58. Thoải mái cho cháu mới làm việc lại nữa. Mày làm sao có công thì mày làm. Giờ nói ra mạng nhiều anh em bảo quen nhau. Chú xem chú đọc chuẩn cho cháu một câu nữa đi. Đúng một câu nữa chứ không nên mang này bảo kèo nhau, còn kèo nhau. Đúng rồi này, cháu kèo nhau chỉ cho 55 triệu chú ra vốn cho cháu 1 triệu lấy may, vậy thôi. Chứ bớt nhiều chú không bớt. Bớt nhiều không bao giờ chú bớt, chú nói thật luôn. Là chú không bớt nhiều. Chú nói thẳng là không bớt nhiều. Không thể bớt. Chỉ quá bớt KGD anh em này. Honda KGD anh em nhé. Thôi như này nhá, chú nhá. Quay cái video này, quay cầm, quay cho anh. Đau đầu. Dẫn phát lỗ luôn thì chốt. Hai phát lỗ không chốt đấy. Thư tiền. Đang không lên đèn này chỗ này. Cái gì? Cái đèn không lên này, chứ không đi tối không biết à? Tao có mấy khi đi tối đâu. Mày bóng hay không lên đèn? Mày kiểm tra mấy khi đi tối đâu? Không, cái đèn thì đơn giản thôi nhưng mà nó không có đèn. Tín nhan ok này. Thôi chú ơi, cháu bảo này, cái đèn nó không lên cháu sửa được thôi, nhưng chú xem lộc lá cháu thêm đồng nào lộc cho nó dễ một câu nữa thôi. Một câu nữa. Bây giờ nào? Một câu nhá, ra vốn cho mày 5 lít nữa. Ra vốn cho cháu 500 nữa, còn không được thì cho tùy cháu, thế thôi. Ok. Chú nói vậy đấy, thôi. Ra vốn 5 lít nữa, okay. Đó là câu thứ nhất. Thứ nhất. Chứ không về nhà. Tao chốt luôn. Chốt luôn ra vốn cho mày 500 nữa. Chúng anh em nhìn, mày xoay cái video cho này, thực tế chưa? Là đông người chưa? Một mình à? Đấy, tao bận bịu đấy. Đấy. Chú làm cái gì nhỉ? Tao cứ quán. À, cũng chết à? Chuột nó cắn quá. Ôi giời ơi. Đấy, ra vốn cho mày 5 lít nữa. Đăng ký rồi. Đăng ký đưa cho mày. Đây rồi. Ok. Chú ơi này nhá. Chú đứng đây thôi. Chú quét nhà đi, cháu chốt cả. Thôi cứ chốt mà, cứ nói chuyện đi. Đúng 5 lít, ra vốn cho mày 500 nữa. Vậy thôi. Không, cho bắt tay nữa là xong thôi. Ừ, ok. Bắt tay ra cho chốt cái. Quan trọng gì? Vì thực ra là giàu nghèo không giàu nghèo gì, nhưng mà quan trọng cái máy zin là được rồi. Nó đặt cái máy zin được chưa? Ừ. Chú nghe điện thoại đi. Đây rồi. Alo. Đang nhà. À, chú nghe điện thoại. Ừ. Chưa, bây giờ tao mới đang ra đấy. Đang bán cái xe cái đó, tao ra tao đấy. Ừ. Xong tao ra đấy. Đấy, okay. Tao đang bận đấy. Vâng. Tao đang rất bận. Cái mic này chùi này. Đấy, chú đứng với cháu đây. Chú này nhá. Chú tên là gì nhỉ? Chú Trung. Vâng. Trước hết là cháu cảm ơn chú Trung rất nhiều. Ok. Đấy, cháu cảm ơn chú đã chia lại cháu một chiếc xe Win 100. Nói chung là chú thích nó nhưng mà vợ nó cằn nhằn nhiều quá. Yeah. Nó bảo không đi, ông cứ để không mấy chục triệu. Vợ nó cằn nhằn nhiều quá, nó cứ bảo là không đi, ông cứ để thế không xe. Năm năm mà chú lộc cho 1.5 triệu thì đi lại đúng không? Là còn... Tao ra vốn cho mày 1.5 triệu cho mày lấy mày. Vâng. Thế tùy mày. Chú Trung giữ tài khoản hay tiền mặt? Tài khoản được, tiền mặt được, tùy cháu. Về cháu. Chuyển khoản cho nhanh chú Đức. Ok anh em ơi, thôi này em xin phép em lấy điện thoại này để em chuyển khoản. Tao làm việc nhanh nhắn thế nào để cho chú đây. Chốt cho chú Trung này. Tao làm việc nhanh lắm. Con xe Win biển Vĩnh Phúc đúng không? Đúng. Ừ, Vĩnh Phúc. Chấm 4247. Em chỉ đọc thế thôi. Là giá 55 triệu là okay, chú lộc okay. Cho tiền xe đi lại. Okay, em cốc okay. Cà phê trước mặt chú. Vì chú không tiện qua mặt là 3 triệu thôi. Vì đi Hà Nội nó gần, em cốc cà phê 3 triệu. Thì em đoán con này cho anh em là 58 triệu là bao ship hết, hoặc là nói đơn giản là chú 5 năm mà trừ đi 1.5 triệu 535 gọi 54 cộng 3 triệu 57 triệu hoặc 56 triệu 888 được. Đấy, thì anh em mà mua alo nhanh cho em cộng cà phê em chốt con này cho anh em.
chưa một con xe nào máy zin mà em bán giá dưới 60 đâu. Mày yên tâm, xe tao rất có lọc, phải yên tâm. Ngàn năm em cộng trước mặt chú đây nè. Mày yên tâm, xe tao rất có lọc. Gọi là 5 năm chú lọc cho rưỡi tiền đi lại đi. Em về nhà mất 500 nghìn của năm tư. Em cộng cà phê con này 3 triệu. Nếu anh là mua alo nhanh em thôi nhá. Giá trên 50 triệu được máy zin mà đồ zin 98% là không phải đơn giản. Mà em bán này bán công khai anh em nhá, cộng cà phê công khai. Nếu anh em xem video chốt alo chốt luôn. Còn mặc cả tự vả ở mồm. Đơn giản lắm, vì đây rút kinh nghiệm em nói cho anh em một lần nữa này. Trước khi em đi mua ấy, em toàn mặc cả em xin xuống 500 một triệu. Em xin không phải em cho chính em, mà em xin cho chính anh em. Đấy, em xin cho chính anh em. Hôm nay này không biết sao tôi được nghỉ ở nhà đấy. Tao nghỉ hôm nay mày gọi tao bố trí công việc ở nhà. À, tức là chú đang đi làm đúng không? Làm. À, chú đang đi làm thì chú gọi cho em, thế bảo thế cháu đi lên luôn nhớ. Em liền phi lên luôn. Đấy không? Anh thấy chưa? Không thể để lâu được. Phi luôn đấy chú, tranh thủ chú phi về đấy. Ai với gọi chú xong đấy. Với ai gọi chú xong đấy chú. Tao thôi. Đang bận. Thôi cũng bận rồi, cháu xin phép chú là thôi. Ok. Cháu tắt máy cho mà cháu gửi số tài khoản. Rồi rồi rồi. Số tài khoản để cháu chuyển chuyển tài chú cũng được nhé. À vâng vâng. Chú cũng đang bận tí. Ok. Chú lấy số tài khoản chú ngân hàng gì nhỉ? VB Bank. Ok VB Bank. Anh em ơi, thôi nhớ chốt kèo xong thì em chuyển khoản xong em quay video xong đi về. Là em anh em nào muốn xem video là xong thì alo nhanh cho em nhé. Em chào tất cả anh em. Bây giờ là 10 giờ nhá. 10 giờ ngày hôm nay thứ tư nhỉ? Hôm nay thứ tư. 10 giờ thứ tư ngày 1 tháng 11 năm 2013. Anh em đợi em tổng khoảng 11-12 giờ em làm video em đăng lên. Đấy, anh em chốt nhá. Đấy, chào tất cả anh em. Anh em mua alo nhanh cho em cam kết lại con này này. Đấy, an ninh chuẩn chỉ trọn đời. Máy zin, đầu vò khô quăng, máy khô, máy êm chất, đề nhẹ lổ à, quên mất. Chất nhẹ lổ, anh em sẵn đi cà phê. Và đây nó luôn cho anh em là xấu đẹp thì chỉ có thế thôi. Đấy, nếu anh em muốn đẹp hơn, em về em làm đẹp hơn. Còn không thì người ta đang đi bình thường thì anh cứ về anh em đi bình thường. Giá em cộng cà phê 3 triệu nhá. 55 triệu họ lọc cho 1,5 triệu thì xăng dầu đi lại gốc 500 thôi, em tính 500 gốc. Còn 54 cộng 3 triệu 57 triệu. Nếu anh em kiên số 57 em bán cho anh em 56 triệu 990 nghìn hoặc 56 triệu 888 nghìn. Đấy, anh em nhá, cộng cà phê 3 triệu nên là coi như hơn công phụ xây rồi. Đi phụ xây giờ ngại được có bao nhiêu đâu. Đấy. Thế công em đi làm. Rồi, mỗi người làm tí. Còn Thuận, vâng, còn Thuận mua thì vừa bán. Đấy, quan trọng Thuận mua bán mà em nhấn mạnh đây là máy zin nhá. Nếu máy chạm ấy em không nói, đây là máy zin nét và em cam kết là zin. Em có thể trả tận nhà anh em xem video này này, em có thể trả tận nhà anh em kiểm tra xe chuẩn anh em mới trả tiền, không chuẩn em chịu trách nhiệm đi lắm. Em cam kết máy zin nếu sai cho anh em chịu trách nhiệm hoàn toàn hết. Quan trọng máy zin của đồ anh em thích, đồ anh em vào thế nào được, quan trọng máy thôi. Thôi em chỉ nói thôi. Thôi em xin phép em đưa chú điện thoại, chú chuyển khoản đấy. Chú công việc mà chú cũng bận. Ok cho biết rồi. Đây, để em chuyển khoản anh em nhá, cảm ơn chú. Ok. Anh em này. Quay cho anh em xem nhá. Đi thử này. Đường sóc anh em này, đi sóc này êm này mà. Đấy. Em chưa anh em, đi được sóc với em chưa? Ok anh em nhé, về quán em rồi nhá. Về quán rồi anh em ơi. Anh em mua alo nhanh cho em nhá.
Anh làm mua alo nhanh cho em qua số 0358 444 888. Em ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Em chuyên bán xỉ bán lẻ tất cả dòng xe win và em ship toàn quốc. Cho anh em kiểm tra xe, nhận xe em trả tiền. Anh em nhìn hàng zin nó khác hẳn này. Nhìn này, nhìn này. Đấy, cái tay lái không anh em nhìn này. Tay lái này. Đấy, mềm không? Đấy, mềm rút luôn. Ok. Chào anh em nhá. Chủ mua alo cho em. Con này về anh em tắt đổ xăng chạy thôi. Còn anh em thích làm mới lên đềm làm. Còn không, cái thế này là đẹp rồi, nó là xe mộc mà. Anh em nhá. Đấy. Chủ mua alo cho em, giờ em ra chụp vài cái ảnh đây. Anh em đăng. Đấy. Hàng nóng hổi anh em nhá. Chính chủ anh em nhá. Chính chủ chứng minh thư nhân dân cầm tay. Đấy anh em nhá, chính chủ chứng minh thư tay. Và em check cốc cho bộ giao thông cho anh em về sẵn đổ xăng chạy đi các tỉnh. Thoải mái luôn. Đấy. Anh em thích làm gì này. Đầu bò này đẹp thật anh em ạ. Đầu bò giòn trắng tinh anh em này. Anh em thấy giòn trắng tinh chưa? Giòn trắng tinh hình tinh luôn này. Từ giòn khe này trắng tinh này. Trắng tinh luôn này. Đấy. Ok. Tôi chào tất cả anh em nha. Anh em mua alo cho em Trung Kiên Moto đây. Đấy, anh em vẫn đang làm chuyên làm win anh em nhá. Đấy. Ok.